Có vẻ như YG đang chuẩn bị cho một điều gì đó khi các nghệ sĩ của họ vào tòa nhà cùng một lúc cho một cuộc họp công ty. Các nghệ sĩ xuất hiện là BLACKPINK, iKON, Winner và Akdong Musician. iKON đã đi thẳng đến tòa nhà YG từ sân bay. Trong khi đó, BLACKPINK đã chế hơn 1 tiếng rưỡi cho fan meeting của họ vì điều này. Một số người hy vọng rằng cuộc họp liên quan đến sự trở lại từ quân đội của G-Dragon vào tháng tới. Những người khác tin rằng đó là về tương lai của công ty với những gì mà họ đã phải đối mặt trong năm nay. Và người hâm mộ chắc chắn rằng đó là một cuộc họp rất quan trọng bởi vì rất nhiều nghệ sĩ đã được triệu tập cùng một lúc. Trong khi đó, cảnh sát không thể tìm được bằng chứng của Yang Hyun-suk. Điều tra về cựu lãnh đạo YG Yang Hyun-suk dường như sắp kết thúc sau khi cảnh sát thủ đô Seoul đã tuyên bố rằng họ sẽ không còn đề nghị một bảng cáo trạng cho công tố. Mặc dù đã tìm thấy bằng chứng về các cuộc họp giữa Yang Hyun-suk và các nhà đầu tư, nhưng cảnh sát kết luận rằng không có bằng chứng để cáo buộc và họ đã xem xét liệu có cần điều tra thêm hay không. Xin cảm ơn các bạn.